Hiện tại bị chê xấu, nhưng ít ai biết nhan sắc của Hạ Vi hơn hẳn Hà Hồ thuở sơ khai. Mối quan hệ giữa Hạ Vi, Hà Hồ và Cường Đô La đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng trong những ngày qua. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hạ Vi đã nổi tiếng với vẻ đẹp mũm mĩm phúc hậu, nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt tràn đầy tình cảm như cuốn hút người đối diện. Trong khi đó, Hà Hồ thuở mới vào nghề không mấy ấn tượng về nhan sắc, vẻ mộc mạc, mái tóc dài cùng đôi môi gợi cảm có lẽ là điểm đáng chú ý nhất của Hà Hồ. Tuy nhiên, trải qua 5 tháng, cùng với những trải nghiệm đắng cay ngọt bùi trong showbiz, Hà Hồ ngày càng xinh đẹp gợi cảm hơn. Gu thẩm mỹ tinh tế táo bạo của Hà Hồ giúp chị có được phong cách thời trang sang trọng và quý phái. Hà Hồ luôn biết cách khoe vẻ đẹp gợi cảm quý phái của mình với fan hâm mộ. Nhan sắc của Hạ Vi cũng trở nên mặn mà hơn sau khi yêu Cường Đô La. Khuôn mặt của Hạ Vi có khá nhiều thay đổi so với thời cấp 3. Điều này dấy lên nghi án Hạ Vi đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, người đẹp Hải Phòng phủ nhận điều này. Khi chuyện tình cảm giữa Hạ Vi với Cường Đô La gặp trắc trở, người hâm mộ ngỡ ngàng khi nhận ra nhan sắc Hạ Vi xuống cấp khá nhiều so với trước. Dù vậy, người đẹp vạn người mê vẫn khiến fan hâm mộ không thể rời mắt với những nét đẹp trẻ trung, căng tràn sức sống của mình. Hạ Vi được ví như Dương Mịch, Triệu Vi của làng giải trí Việt. Trong khi đó, Hà Hồ ngày càng trẻ đẹp nõn nà, dù đã bước sang tuổi 34, nhưng Hà Hồ vẫn khiến nhiều chị em phải ghen tị vì nhan sắc của mình. Hà Hồ luôn chọn cho mình những bộ trang phục gợi cảm. Dù đã bước sang tuổi 34, nhưng vẻ đẹp của Hà Hồ vẫn khiến đứng mày râu không thể rời mắt. Khuôn mặt của Hạ Vi có khá nhiều nét thay đổi kể từ khi yêu Cường Đô La. Hạ Vi được xem là Dương Mịch, Triệu Vi của làng giải trí Việt. Sự thay đổi liên tục về khuôn mặt của Hạ Vi khiến nhiều người cho rằng người đẹp Hải Phòng đã chỉnh sửa nhan sắc. Nguyên Vũ đã có vợ và con trai 7 tuổi. Nam ca sĩ kiêm diễn viên cho biết cuộc sống gia đình của anh đang ở mức tạm ổn. Tuy nhiên, anh chưa thể công bố vì muốn giữ sự bình yên cho người thân. Ở tuổi 43, Nguyên Vũ hài lòng với sự nghiệp vững chắc và chuẩn bị bước sang lĩnh vực mới, sản xuất phim điện ảnh. Anh dùng từ tạm ổn khi nói về cuộc sống gia đình bởi giọng ca 7X không muốn người thân buồn phiền vì những bình luận không hay từ mạng xã hội. Nam ca sĩ cho biết đúng thời điểm anh sẽ công bố đời sống riêng bằng một đám cưới. Nam ca sĩ hiện vẫn im lặng khi được hỏi về vợ và con trai 7 tuổi. Lên kế hoạch đám cưới từ 2 năm trước, khá cởi mở về công việc nhưng đời sống riêng tư lại khép kín. Ở độ tuổi 43, anh lên kế hoạch cho cuộc sống gia đình thế nào? Tôi đã cho khán giả biết nhiều khía cạnh của mình ở các lĩnh vực phim ảnh, ca hát và MC. Tôi bán sản phẩm nghệ thuật chứ không bán đời tư. Tôi muốn giữ kín chuyện tình cảm để bản thân có chỗ thở, có không gian nghỉ ngơi riêng. Ở tuổi 43, tôi đã có những dự định riêng về cuộc sống gia đình. Sự nghiệp của tôi đã khá ổn định, nhưng gia đình chỉ tạm ổn. Tôi gọi tạm ổn vì vẫn chưa thể công bố hoàn cảnh với mọi người là tôi đã có người vợ, người con như vậy. Tôi không muốn mọi thứ ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên. Lấy người khác nghề, họ không muốn liên quan đến những thị phi showbiz. Đôi khi tôi nghĩ mình nên bỏ công việc vì gia đình, đằng này lại vẫn tiếp tục theo đuổi. Nếu công khai, người phụ nữ của tôi phải đối diện với những bình luận khen chê trên mạng xã hội. Tất nhiên, vì thương tôi, cô ấy sẽ vượt qua, nhưng tôi không muốn cô ấy phải buồn phiền. Tôi để người thân của mình ở góc riêng tư, không ai động đến họ, cứ để mọi người nghĩ Nguyên Vũ vẫn còn lẻ bóng. Như vậy một nửa của mình có thể vui vẻ, thoải mái. Cho nên, tôi dùng từ tạm ổn để diễn tả hậu phương của mình vẫn đẹp và cần được giữ gìn. Lần đầu tiên nói về chuyện có hậu phương vững chắc, êm ấm, vậy anh lên kế hoạch tổ chức đám cưới thế nào? Chuyện cưới hỏi là đương nhiên phải có, tôi đã lên kế hoạch đám cưới gần 2 năm, nhưng chúng tôi vẫn còn đang phân vân về hình thức, thời gian tổ chức. Tôi không biết nên làm lễ cưới ở Việt Nam hay nước ngoài, tổ chức linh đình hay chỉ là tiệc đơn giản có người thân, đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ thông báo với mọi người. Nghệ sĩ nam trong showbiz thường vướng tin đồn giới tính hoặc không được tin tưởng về khả năng chung thủy. Anh tạo niềm tin thế nào cho bạn gái khi cả hai ở xa? Tôi không làm gì xấu, mọi suy diễn đều có lý do. Tôi không thể bắt người ta suy nghĩ giống mình. Cuộc sống của mình với gia đình, người thân như thế nào mới quan trọng. Một nửa của tôi biết những tin đồn xung quanh tôi, nhưng cô ấy không để tâm. Cô ấy không quan tâm đến showbiz nên cũng không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn về tôi. Nổi tiếng đi kèm với thị phi là điều tất nhiên, cuộc chơi nào cũng có đánh đổi.
Tôi đã quen như vậy, nhưng người ta thì không, nhưng thương mình họ vẫn chấp nhận hy sinh. Tôi may mắn khi được một cô gái tốt yêu, hậu phương của tôi là người phụ nữ bao dung, hiểu chuyện và thương tôi nhiều mới tin tưởng như vậy. Tôi đầu tư 10 đến 15 tỷ đồng làm phim điện ảnh. Hơn 20 năm làm nghệ thuật và từng trải qua các công việc ca sĩ, diễn viên, MC, nhiều người nhận xét anh ôm đồm và chưa thật sự có chuyên môn trong từng lĩnh vực, anh nghĩ sao? Tôi làm việc cống hiến thế nào khán giả là người hiểu rõ nhất. Tôi không để những bình luận bên ngoài làm giảm lửa đam mê với công việc. Tôi đang có kế hoạch đầu tư sản xuất phim ảnh. Tôi sợ nói trước bước không qua vì mọi thứ còn nằm trong dự tính, cũng như phân vân lựa chọn đơn vị hợp tác. Trong bộ phim này, tôi sẽ đứng ở vai trò nhà sản xuất, viết kịch bản và có thể đảm nhận một vai thứ chính. Vai chính dành cho những người có chuyên môn và tên tuổi đảm bảo phòng vé. Rất nhiều nghệ sĩ đầu tư sản xuất phim ảnh nhưng không hề vốn, thậm chí thua lỗ. Tại sao anh muốn lấn sân ở lĩnh vực không thuộc sở trường của mình? Hơn 10 năm đóng phim với hơn 500 tập phim truyền hình, tôi nghĩ mình có chút kinh nghiệm để đến với vai trò sản xuất. Tất nhiên khi bước vào lĩnh vực mới, tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu thị trường. Phim của tôi chú trọng nội dung kịch bản, chứ không thể mời một loạt những tên tuổi bảo chứng phòng vé, nhưng nội dung phim lại không đi đến đâu. Khán giả thông minh và họ biết chọn lọc phim để thưởng thức. Và tất nhiên có kịch bản hay, tôi mới bắt tay vào thực hiện. Có thể kịch bản sẽ do tôi viết và có giới chuyên môn thẩm định. Nếu phần đông nói kịch bản này hay trên 60%, 70% tôi mới nghĩ đến việc sản xuất. Tôi cũng đã dự trù mức kinh phí thực hiện bộ phim đầu tay vào khoảng 10 đến 15 tỷ đồng. Đương nhiên là có các đơn vị đồng hành hỗ trợ tôi về kinh phí, chứ một mình tôi không thể kham hết. Lương Thế Thành và Thúy Diễm kỷ niệm một năm ngày cưới. Cặp vợ chồng son thực hiện bộ ảnh lãng mạn ở Đà Lạt để kỷ niệm dịp đặc biệt này. Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Lương Thế Thành, Thúy Diễm thực hiện bộ ảnh tại Đà Lạt. Cặp đôi diện những bộ trang phục kiểu vintage nhằm tái hiện một tình yêu đẹp thuần khiết trong không gian lãng mạn. Lương Thế Thành, Thúy Diễm được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Từ khi còn yêu cho đến khi đã làm đám cưới, cặp đôi vẫn được đồng nghiệp và khán giả yêu mến ủng hộ. Thúy Diễm chia sẻ trước khi kết hôn, cô hay nghe người ta nói hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc. Sau một năm, cô thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều, thấy mình có được nhiều thứ hơn là mất đi. Tất nhiên không phải cuộc sống lúc nào cũng màu hồng hết, đôi khi có chỗ này chỗ kia không vừa ý. Nhưng đổi lại tôi có người thân yêu bên cạnh, chia sẻ những buồn vui, những khó khăn. Ông xã luôn ở bên, giúp sức cho tôi đi, giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều và có mục tiêu phấn đấu. Cặp đôi chưa bao giờ nghĩ tình cảm hai vợ chồng sẽ bị giảm bớt sau khi đám cưới, mà ngày càng mặn nồng và có thêm nhiều thứ khác. Họ dự định năm nay sẽ có con vì cả hai đều thích con nít. Hiện tại cả hai lo kiếm nhiều tiền gây dựng sự nghiệp vững chắc để chăm lo cho gia đình. Công việc không cố định, lịch quay lại thường xuyên, chiếm hết quỹ thời gian, nên nhiều khi cả hai đi quay về nhà rất dễ, thậm chí không gặp nhau. Vì thế, những ngày kỷ niệm hay ngày lễ, họ luôn cố gắng sắp xếp để hai vợ chồng có thời gian đi du lịch, để ở bên nhau nhiều hơn. Bức ảnh hiếm tố sự thật về cuộc hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng đại gia. Chỉ một bức ảnh hiếm hoi này, fan cũng đủ hiểu hơn về cuộc sống hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng đại gia. Mới đây nhất, trên tài khoản Instagram của mình, Louis Nguyễn, ông xã Tăng Thanh Hà, bất ngờ tiết lộ thêm hình ảnh về đôi bàn chân nhỏ xinh của con gái đáng yêu. Một người bạn thân của Hà Tăng cho biết, con gái cô tròn 1 tháng tuổi vào hôm ngày 16 tháng 4. Hồi cuối tháng 3, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ tấm hình chụp chiếc áo hồng đáng yêu của con gái có dòng chữ "Công chúa ngọt ngào bé nhỏ của bố". Mặc dù con gái đã được 1 tháng tuổi, nhưng vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn quyết định giữ kín hình ảnh của con với công chúng. Bản thân nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc sau khi mẹ tròn con vua mới công khai thông tin về thiên thần nhỏ vào ngày 17 tháng 3 trên trang cá nhân để ở chế độ riêng tư. Cô từng chia sẻ về tâm trạng đau lòng vì phải san sẻ thời gian và tình cảm cho cả con gái mới sinh và con trai đầu lòng Richard. Mẹ ở với anh thì em khóc, ở với em thì anh khóc. Cứ mỗi lần nghe tiếng em, anh lại gọi mama, sợ mẹ bỏ đi. Mỗi đêm, mẹ chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Thương lắm hai cục kim cương của mẹ quá, Hà Tăng viết. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn hạnh phúc thế nào. Cả hai đang tận hưởng cuộc sống viên mãn với hai con đủ nếp đủ tẻ. Tăng Thanh Hà từng rất được nhiều khán giả yêu mến qua các bộ phim như Hư Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Mỹ Nhân Kế và được mệnh danh là Ngọc Nữ của làng phim Việt khi sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát và nét diễn xuất tự nhiên.
Có thể thấy, kể từ khi kết hôn với Lưu Uyên Nguyễn vào năm 2012, người đẹp gần như vắng bóng, rút lui khỏi chốn showbiz lắm thị phi. Thỉnh thoảng cô chỉ xuất hiện trong một số sự kiện của gia đình hoặc những người bạn thân thiết. Điều đó đã khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Hà Tăng kết hôn với danh nhân Lưu Uyên Nguyễn vào cuối năm 2012. Cô sinh con trai đầu lòng Richard vào năm 2015. Từ khi lập gia đình, nữ diễn viên gần như không tham gia các hoạt động showbiz. Cô chuyển hướng kinh doanh thời trang, ẩm thực, quán bar. Hiện tại cô vẫn chưa trở lại với công việc vì dành thời gian chăm sóc cho nàng công chúa nhỏ. Cuộc sống giàu sang và hôn nhân hạnh phúc của nàng ngọc nữ được rất nhiều người ngưỡng mộ.